Hai, xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh trên NCT. Và hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2021. Thì hôm nay con xin lên và giao lưu với tất cả cô chú anh chị, đó là một cặp. Cặp này là cặp Linh Sam Song Hinh nha cô chú anh chị. Cái này là con để ở trong mát cho nên cái lá nó ra bự kinh khủng luôn. Bự hơn con Phải Út con nữa nè. Để trong mát nên ra bự, ra lá rất là to nha cô chú anh chị. Thì cặp này con lên giá 550.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Đó, con giao lưu cặp này 550.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Cái hoành gốc của nó là 15 nha cô chú anh chị. Hoành ngay tại vị trí này là 15. Nó còn nguyên cái cũ ở đây này nha. Đo không được. Đo là nó bự lắm. Nguyên một cái cũ ở đây nè. Đo là 23 nha cô chú anh chị. Đó, cũ chỗ này là 23 nha. Còn hoành hăng đây là 15. Cây dáng đỏ nha cô chú anh chị. Đây. Đây, cây dáng đỏ nha. Dáng đỏ đẹp luôn. Đó. Rồi, tiếp theo. Cây thứ hai. Một cặp này là con giao lưu giá là 550 nha cô chú anh chị. 550.000. Hoành cái này là 19. Hoành cũ là 26 nha cô chú anh chị. Hoành cũ là 26. Hoành thăng trên đây là 19. Hoành thăng ngay tại vị trí này là 16. Rồi, cũng là một cây song hinh, là chung một cặp á. Hai cặp hai cây này đều dáng đổ hết nha cô chú anh chị. Đó. Một cặp này con giao lưu giá 550.000. Cô chú anh chị yêu thích liên hệ con qua số điện thoại 0387849762 gặp mẫn nha. Một cặp 550.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi, con mến chào tất cả cô chú anh chị. Cái này con ship code toàn quốc luôn nha. Đó, rồi xin mến chào.